Lương Thế Thành bí mật mua quà Valentine tặng Thúy Diễm, người chồng của năm đây rồi. Mặc dù chưa đến Valentine, nhưng Lương Thế Thành đã tậu túi xách tặng cho bà xã Thúy Diễm. Tối 10 tháng 2, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Thúy Diễm vui sướng đăng tải chiếc túi xách mà ông xã Lương Thế Thành tặng với dòng trạng thái: quà Valentine sớm của chồng yêu, hi hi, mẫu tôi mê nữa, cảm ơn ông xã Tèo, lần đầu tiên biết tự tặng quà. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người và ai cũng bất ngờ trước độ lãng mạn và cưng chiều bà xã của nam diễn viên. Theo như Thúy Diễm chia sẻ, ông xã tự đặt hàng mẫu túi xách mà cô thích nhất và cũng là lần đầu tiên biết tự tặng quà. Trước khi cưới nhau, Thúy Diễm từng nhận xét Lương Thế Thành không lãng mạn và mỗi dịp lễ đặc biệt anh đều quên và không tặng quà cho mình. Kể từ khi cưới nhau, nam diễn viên rất chu đáo trong việc tặng quà cho vợ. Trước đó vào dịp 20 tháng 10 2017, Lương Thế Thành cũng mua xế hộp 2 tỷ đồng tặng Thúy Diễm. Lương Thế Thành và Thúy Diễm từng gây choáng ngợp công chúng với đám cưới ngôn tình vào tháng 4 2016. Hơn một năm chung sống, tình yêu của đôi vợ chồng sau này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, cả hai luôn song hành cùng nhau trong những sự kiện và xuất hiện vô cùng tình tứ. Nam diễn viên cho biết, trong đời sống hôn nhân, bà xã Thúy Diễm là người chu đáo tận tâm. Cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm trong cuộc sống hàng ngày. Thúy Diễm cũng chia sẻ rằng, ông xã rất tôn trọng vợ, anh nhường tôi quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Điều này xuất phát từ tình yêu, chứ không vì sợ vợ. Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thúy Diễm cho rằng tổ ấm ổn định giúp hai vợ chồng chuyên tâm cho sự nghiệp nhiều hơn trước. Dù bận rộn với lịch đoàn phim và những kế hoạch riêng, nhưng Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn thống nhất dành thời gian cho gia đình vào mỗi cuối tuần. Những ngày này, cặp đôi chủ yếu bên nhau vun vén hạnh phúc và thăm hỏi người thân. Thấy Xuân Trường bị khủng bố trang cá nhân vì lùm xùm của bạn gái, Bùi Tiến Dũng treo status an ủi, đọc mà xót. Bùi Tiến Dũng không thể làm ngơ trước những áp lực mà Xuân Trường vô cớ phải chịu đựng mấy ngày qua. Với cách hành xử không đúng mực khi đem những món quà của các fan tặng ra làm trò đùa, bạn gái Xuân Trường đã hứng chịu cơn mưa gạch đá từ cộng đồng mạng trong mấy ngày qua. Không chỉ vậy, chính bản thân đội trưởng Hiếp cũng bị không ít người khủng bố trên trang Instagram cá nhân. Sự việc từ trên trời rơi xuống khiến Xuân Trường bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí là bị áp lực về tinh thần bởi tính cách của anh vốn không thích ồn ào thị phi. Mới đây, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng lên tiếng động viên đội trưởng của mình, khiến người hâm mộ cảm động. Ngay khi báo chí đăng tải thông tin về những hành động thiếu tôn trọng của bạn gái Xuân Trường đối với quà fan gửi, Tiến Dũng đã không thể làm ngơ. Trung vệ U23 nhắn nhủ chàng Hiếp, vẫn cứ là ok ông nhỉ, kèm theo đó là loạt khoảnh khắc Tiến Dũng và Xuân Trường đang ôm nhau tình cảm. Người hâm mộ cảm động trước tình cảm mà các cầu thủ U23 Việt Nam dành cho nhau, nhất là vào những lúc có sóng gió. Hãy ôm cậu đội trưởng khi cậu ấy cần nhé Dũng bốn. Cuộc sống cá nhân có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng hãy vững tâm, giữ phong độ nhé. Hy vọng các anh sẽ sát cánh bên nhau như thế. Có thể thấy tình cảm giữa các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo khá thân thiết. Dưới bức ảnh gây cảm động của Bùi Tiến Dũng, khán giả nhắn nhủ, mãi như vậy nhé hai chàng trai. Ngoài kia, nếu có khó khăn quá thì về nhà anh nhé, có fan chờ. Trước đó, bạn gái Xuân Trường có tên Nhuệ Giang đã khiến người hâm mộ chàng cầu thủ trở nên phẫn nộ khi đăng ảnh quà fan gửi tặng anh bằng những câu nói thái độ thiếu tôn trọng. Xuân Trường chưa lên tiếng trước sự việc này, nhưng chắc chắn một điều là đội trưởng Hiếp của U23 Việt Nam đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Lộ tin nhắn thủ môn Tiến Dũng dùng tin code đi tán gái 4 năm trước, đọc mà cười đứt ruột. Hồi đó, mới có mười mấy tuổi thôi mà, Tiến Dũng cũng làm quen các bạn gái ghê quá, giờ đọc lại thật hài hước. Các câu chuyện liên quan đến thủ môn Tiến Dũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngừng hết hot bởi trên các diễn đàn, mạng xã hội. Lượt người quan tâm đến anh vẫn rất đông. Mới đây, một fan girl đã đăng lại đoạn chat của mình với Tiến Dũng từ năm 2014 và chiếm được sự chú ý đặc biệt của dân mạng. Đọc qua đoạn chat tin nhắn ấy, chắc chắn nhiều người sẽ phải trẹo lưỡi và suy nghĩ một lúc mới hiểu Tiến Dũng đang nói chuyện gì. Bởi anh dùng quá nhiều tin code, cũng không trách được, lúc ấy Tiến Dũng mới 17 tuổi, vẫn còn trẻ con và đáng yêu. Dịch được đoạn chat ấy,
Nhiều người ngạc nhiên khi biết Tiến Dũng nói chuyện rất đáng yêu và cũng biết tán gái cực siêu. Đoạn chat của Tiến Dũng cũng được một fan girl đăng tải lại. Tiến Dũng hỏi cô gái một loạt như học trường nào, cao bao nhiêu tuổi. Một thành viên đăng luôn viền súp cho những ai chưa thể dịch ra nổi. Có người trêu Tiến Dũng nhắn tin tán gái nhạt quá, hầu hết đều phì cười trước cách nhắn tin của nam cầu thủ này. Nhiều người cho rằng thời trẻ trâu, dùng tin khót là chuyện bình thường. Năm 2013, lúc 16 tuổi, Tiến Dũng cũng thường xuyên viết kiểu này. Tuy nhiên hiện tại khi đã 21 tuổi thì anh chàng đã khác, viết đầy đủ rõ ràng hơn. Đoạn chat của Tiến Dũng và Huyền Thương, thủ môn Tiến Dũng khiến chị em phát cuồng trong thời gian qua, không chỉ phong độ trên sân cỏ. Ngoài đời thường, anh chàng cũng rất nam tính và soái ca. Các cầu thủ U23 Việt Nam tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền thưởng. Với chiến tích giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã nhận mưa tiền thưởng từ các mạnh thường quân. Xuất sắc giành ngôi Á quân U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được cơn mưa tiền thưởng từ các mạnh thường quân. Theo báo giới, số tiền mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được sau chiếc huy chương bạc U23 châu Á rơi vào khoảng gần 50 tỷ đồng. Dù số tiền này chưa được chuyển khoản hết qua kênh của VFF, nhưng nhìn chung các tuyển thủ đều nhận được một số tiền khá hậu hĩnh trước Tết Mậu Tuất. Được biết, Phan Văn Đức dự định gửi toàn bộ tiền thưởng sau thành công từ U23 châu Á cho mẹ của mình, đó là bà Vũ Thị Hiền. Bộc bạch này được chàng trai trẻ 21 tuổi nói, chắc chắn tôi sẽ gửi hết tiền thưởng cho mẹ, Phan Văn Đức cho biết. Cũng như Phan Văn Đức, trung vệ Trần Đình Trọng sẽ gửi số tiền thưởng trên cho gia đình trang trải cuộc sống. Việc đột nhiên có một số tiền lớn như vậy, điều đầu tiên em nghĩ tới sẽ là gửi về gia đình, giúp đỡ bố mẹ trả nợ, san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Một cầu thủ khác là hậu vệ Đoàn Văn Hậu thổ lộ, em sẽ dành số tiền thưởng đó cho gia đình để bố mẹ sửa sang nhà cửa, vì nhà em ở quê, điều kiện sinh hoạt vẫn chưa được tốt lắm, em sẽ gửi về cho bố mẹ khi nhận được tiền thưởng. Được biết, VFF lúc này mới nhận được hơn 15 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân hứa thưởng cho U23 Việt Nam. Sau Tết, khi số tiền thưởng cho U23 Việt Nam về hết, các cầu thủ sẽ được nhận thưởng hết số tiền của mình. Nhã Phương trực tiếp gặp ban tổ chức Mai Vàng để xin lỗi về vụ Trường Giang cầu hôn trên sóng trực tiếp. Hành động của Nhã Phương được ban tổ chức Mai Vàng đánh giá cao khi sẵn sàng chịu trách nhiệm dù cô không phải là người gây ra vụ lùm xùm. Cụ thể, Nhã Phương đã trực tiếp tới trụ sở của báo Người Lao Động và gặp mặt ban tổ chức Mai Vàng để xin lỗi về màn cầu hôn gây tranh cãi vừa qua. Do bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc nên nữ diễn viên mới chỉ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Việc Nhã Phương bất ngờ tới tận nơi xin lỗi khiến ban tổ chức Mai Vàng khá bất ngờ, vì cô không phải là người trực tiếp gây ra lùm xùm. Liên hệ với đại diện truyền thông của Nhã Phương, người này cho biết do cuộc gặp mang tính chất riêng tư, thân mật nên nữ diễn viên không công khai với giới truyền thông về việc này. Nhã Phương đã dự định trực tiếp tới gặp ban tổ chức Mai Vàng để xin lỗi từ lâu, nhưng ngay sau lễ trao giải cô phải đi Thái quay TVC, rồi sau đó lại bay gấp ra Hà Nội theo lịch phim. Ngay khi về thành phố Hồ Chí Minh, Nhã Phương đã lên gặp ban tổ chức Mai Vàng. Đại diện truyền thông của Nhã Phương chia sẻ, người này cũng tiết lộ Trường Giang biết việc Nhã Phương lên gặp ban tổ chức Mai Vàng để xin lỗi. Tuy nhiên lúc đó, nam danh hài đang ở bệnh viện. Trước đó vào tối 18 tháng 1, Trường Giang gây xôn xao khi bất ngờ cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng. Hành động của chàng hề xứ Quảng lập tức thu hút vô số ý kiến trái chiều vì đã gây ra khá nhiều hậu quả cho ban tổ chức. Trong đó phải kể đến việc chương trình bị lố sóng và phải cắt giữa chừng do Trường Giang lựa chọn sóng truyền hình trực tiếp để thổ lộ. Sau vài ngày im lặng, Trường Giang cũng đã nói lời xin lỗi lên trang cá nhân của mình. Tôi là Trường Giang và đây là lời xin lỗi chính thức sau đêm trao giải Mai Vàng 2018. Qua những xúc cảm của lễ trao giải Mai Vàng, bình tĩnh lại tôi thấy mình có lỗi quá. Có lỗi với VTV, với khán giả của VTV và khán giả của Mai Vàng. Tôi trong một sự thiếu kiềm chế vì nhiều cảm xúc cộng hưởng. Từ việc được giải Mai Vàng đến việc đã muốn cầu hôn người yêu mình từ lâu, nên đã làm ảnh hưởng tới sóng truyền hình trực tiếp của giải Mai Vàng trên kênh truyền hình VTV9. Tôi xin được chân thành xin lỗi khán giả, xin lỗi ban tổ chức giải Mai Vàng, xin lỗi đài VTV9,
Thu cũng muốn được gửi lời xin lỗi tới MC Quý Bình, tới các cô bác, anh chị mấy ngày qua đã phiền lòng vì hành vi của tôi, mà bày tỏ thái độ trên Facebook hoặc báo chí. Mong các cô bác, các anh chị rộng lòng tha thứ. Tôi đã đọc tất cả những ý kiến, cả sự chia sẻ, cả lời chê trách để âm thầm nhận lấy bài học cho mình, để chắc chắn không bao giờ cho phép mình làm ảnh hưởng tới nhiều người như thế này một lần nữa. Tôi cũng xin lỗi Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường vì tôi mà phần trao giải cho các bạn không được lên sóng. Một lần nữa xin lỗi mọi người vì tất cả, nam danh hài chia sẻ. Nén đau lòng, Trương Ngọc Ánh nghẹn ngào ghi hình nốt cảnh quay trước khi về quê chịu tang bố. Sáng ngày 10 tháng 2, cha đẻ của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư thực quản. Tin buồn do chính nữ diễn viên chia sẻ lên trang Facebook cá nhân của mình vào lúc 4 giờ chiều ngày 10 tháng 2. Theo nội dung hình ảnh cáo phó, ông Trương Ngọc Quang, cha đẻ của Trương Ngọc Ánh qua đời vào lúc 10 giờ 20 sáng, 10 tháng 2, hưởng thọ 64 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên từng cho biết người cha đang trong tình trạng nguy kịch vì mắc phải căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối. Theo nguồn tin từ một người bạn thân, thời gian qua Trương Ngọc Ánh đang tập trung ghi hình bộ phim Đêm Hoàng Đạo cùng ekip Hollywood tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết cha lâm vào tình trạng nguy kịch, nữ diễn viên đã ngay lập tức xin ngừng quay để nhanh chóng lên máy bay trở về Hà Nội. Chuyến bay hạ cánh tối ngày 9 tháng 2, kịp lúc Trương Ngọc Ánh được gặp cha lần cuối trước khi nhắm mắt. Được biết, do lịch trình quay không thể hủy bỏ, Trương Ngọc Ánh buộc phải trở về thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành cảnh cuối cùng vào tối ngày 10 tháng 2, sau đó sẽ cùng con gái Bảo Tiên ra Hà Nội chịu tang. Nguồn tin này cũng cho hay, nữ diễn viên suy sụp trước sự ra đi của bố, nhưng vẫn phải nén đau thương để hoàn thành công việc của mình. Tang lễ của bố cô được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 13 tháng 2 tại nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Bố của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh phát hiện căn bệnh ung thư thực quản hồi tháng 8/2017. Khoảng thời gian này, nữ diễn viên đang bận rộn với hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh Sắc Đẹp Ngàn Cân do cô sản xuất. Không bỏ bê gia đình, nữ diễn viên vẫn tập trung đưa cha sang Singapore để chữa trị. Tuy nhiên, căn bệnh bước sang giai đoạn cuối đã không thể phẫu thuật. Nữ diễn viên từng tâm sự, vì lo lắng cho bố mà cô chịu nhiều áp lực, lúc nào cũng căng thẳng và rất sợ tiếng chuông điện thoại reo vào lúc nửa đêm